Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với channel chúng mình. Như các bạn có thể thấy trên tiêu đề thì hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục một cái video về chiếc Canon R50. Tuy nhiên thì cái video hôm nay thì sẽ không có review hay đánh giá gì cả. Đây sẽ một video mà mình dẫn các bạn đi chụp của mình. Let's go! Đi chụp ảnh thì tất nhiên sẽ có máy ảnh rồi phải không? Nên là bây giờ mình sẽ điểm qua một chút về gear hôm nay. Thì hôm nay cái combo chính mà chúng mình sẽ sử dụng sẽ là Canon R50 cùng với lens 50 f/1.8 STM. Mình nghĩ đây sẽ là một combo giá tương đối phổ thông đối với hầu hết tất cả mọi người. Về chiếc Canon R50 thì chúng mình đã có hẳn 2 video review đánh giá, các bạn hãy xem ở đây hoặc ở đây. Ok, quay trở lại một chút thì trong hai cái video đấy thì mình có nói khá nhiều về vấn đề là chiếc máy này là chiếc máy rất là phù hợp với những người làm content creator hay là những người mới bắt đầu chụp ảnh. Tuy nhiên thì vẫn có khá nhiều bạn hoài nghi về vấn đề này, và do đó thì đây cũng là lý do chính để mình chọn chiếc Canon R50 làm chiếc máy chính cho buổi chụp ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng mình cùng nói qua một chút về chiếc ống kính RF 50mm f/1.8 STM, một chiếc ống kính mà ngon bổ rẻ trong tầm giá mà mình nghĩ là bạn phải có trong túi máy ảnh của mình. Đối với những người mới chụp ảnh thì mình luôn luôn khuyên họ là hãy mua cho mình một chiếc ống kính 50 f/1.8. Lý do là gì? Đơn giản là những chiếc ống kính này thường có giá thành tương đối là rẻ. Tuy nhiên thì cái hiệu ứng số phông đem lại thì khá là mạnh, nên là bạn sẽ có cái góc nhìn mới lạ hơn, khác hoàn toàn việc chụp ảnh bằng điện thoại. Nhờ vậy thì bạn cũng sẽ có hứng thú việc chụp ảnh hơn. Ngoài chiếc máy mẻ ống kính ra thì ở đây chúng mình có một chiếc DJI Pocket 3 tương đối là phù hợp với những buổi làm vlog như ngày hôm nay. Còn về mic thì ở đây mình có một chiếc DJI Mic 2. Và tất nhiên rồi, video này được tài trợ bởi Tokyo Camera. Vì thế thì hãy đến Tokyo Camera để mua tất cả những thiết bị rồi. Vì thời tiết cũng sắp vào hè rồi nên là cái concept này chúng mình chọn nó cũng sẽ mang hơi hướng một chút summer, một chút đời thường để mọi người hoàn toàn có thể chụp cái concept này nha. Khi đi chụp thì các bạn có thể dùng một vài đồ vật trong nhà để làm phụ kiện cho mẫu. Như ở đây thì mình đã chuẩn bị một chiếc máy ảnh phim này, hoặc là ở đây mình có một vài quyển truyện nữa. Một tip nữa là các bạn có thể mang một chiếc loa nhỏ nhỏ này đi để dễ dàng tạo mút cho mẫu hơn. Hiện nay chúng mình đã đến studio. Hôm nay thì có vẻ thời tiết không ủng hộ chúng mình lắm nên là chúng mình sẽ cần một chút đèn hỗ trợ ở đây. Và chụp mẫu thì tất nhiên là không thể thiếu mẫu đâu phải không? Mời bạn mẫu. Bạn mẫu đang quay mèo. Đây mời bạn mẫu. Hello. Ok. Rồi. Ừ, thế thôi. Bắt đầu thôi. Theo định của mình thì mình cầm 50 đi để xóa phông, với cả chụp trong nhà thì nên cần khẩu lớn một tí. Nhưng mà đến đây rồi thì mình mới nhận ra là có vẻ như là 50 hơi hẹp so với không gian đây. Thực ra thì khi gắn lens 50 lên một cái body crop như là 50 thì bạn sẽ phải nhân tiêu cự lên 1,6 lần. Có nghĩa là lúc này thì tiêu cự 50 nó sẽ kiểu như là tiêu cự 80, nên là nó sẽ khá hẹp. Bạn nên cân nhắc khi mà chọn cái lens này đi chụp vào những không gian mà không quá là rộng. Chúng tôi một vài khách mời hơi bất đắc dĩ ở đây. Đây là phụ kiện chỉ ở studio này, mới có. Như bạn nhìn thấy trong hình thì ở đây mình phải lùi rất là xa để có thể lấy được góc toàn của mẫu. Thêm vào đó thì mình nhận thấy là gắn lên 50 lên 50 thì máy vẫn bắt lên rất là nhanh. Không phải kiểu nhanh như một số hãng khác nhưng mà nó khá là ổn định. Đặc biệt là nó vẫn tracking vào mắt rất là ổn. Xinh quá. Khoe mọi người nhé. Thực ra đây là mẫu chính ngày hôm nay. Xinh vãi. Thực ra bạn mẫu mới là bạn camera. Ăn tiếp một chút thì lúc mới đầu chụp ấy, bạn có thể rủ những người bạn mà không ngại ống kính có thể đi làm mẫu cho mình. Không cần quá là xinh trai hay đẹp gái gì cả, chỉ cần là không ngại ống kính thôi là ảnh đã tương đối đẹp rồi. Rất may là hôm nay mình đã rủ được Linh, một người đã làm mẫu cho mình khá nhiều bộ ảnh. Và may mắn hơn nữa thì Linh còn làm một make up nên là mọi thứ tương đối nhàn với mình. Không biết mọi người như nào nhưng mà mình thì luôn luôn chụp raw, hơi tối bộ nhớ một tí nhưng mà nó làm mình an tâm hơn. Chẳng may mà mình có lỡ chụp tối hơn hay là sáng hơn một tí thì mình vẫn phải cứu được trong phần hợp ý. Và đây là toàn bộ những bức ảnh của mình, cùng xem nhé. là chúng mình đã kết thúc buổi chụp. Vì một vài lý do cá nhân nên chúng mình đã phải kết thúc buổi chụp hơi sớm hơn so với định một chút. Khá đáng tiếc. Đã lâu lắm rồi thì mình mới cầm một chiếc máy crop để chụp nguyên buổi như ngày hôm nay. Tuy nhiên thì mình khá ưng ảnh. Và bạn mẫu thì cũng vậy. Ảnh của chúng mình chụp thì các bạn cũng đã xem rồi. Không biết là các bạn có suy nghĩ gì về cái combo này? Hãy để lại comment cho chúng mình biết nhé. Nếu các bạn thích những nội dung dạng kiểu như này ấy, thì hãy like, share, subscribe kênh để chúng mình có động lực làm những video tiếp theo. Và video của chúng mình hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.